đồng loại xem chán, tự mình viết một thiên. Chuyển trường đến tổng vũ cao, gặp phải thanh mai trúc mã của trường tiểu học. Gan gam. Lễ hội văn hóa. Chân vật là gì? Chương 1. Chuyện xưa bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02. Có sao mới ủy thác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Nữ bộc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thứ tư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Yukinoshita Thanh Hoa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Paul Butterfield Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhiều lần suy tính 100 cái hiện tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Nhiều lần suy tính 100 cái hiện tượng, 2 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Red Monochrome Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đèn lồng màu đỏ chiếu vào cửa so với đèn lồng còn đỏ hơn, xa xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khối băng quấy nhiễu trong rương sắt bọc vải bông. Tuyết nải Lại đây xem Tiếng guốc gỗ trong trẻo vang lên, trong tay mẹ dắt một cậu bé nhút nhát anh không giống như những đứa trẻ cô gặp ở nông thôn, làn da ngâm đen phơi nắng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, mùa hè nóng nhất tháng 7 tháng 8, bắt về dưới bóng cây hoặc chạy như bay trên đồng ruộng. Trắng trẻo gầy gò, trong ánh mắt lộ ra một cổ trong suốt. Cô ấy là em gái anh. Thanh Hoa ngồi sổng xuống, vuốt đầu cậu bé. Hai người các ngươi phải hảo hảo ở chung. Thanh Hoa đặt tay hai người bọn họ lại với nhau. Chơi đùi như đụng phải. Ngươi tên gì? Pedro de Ancanta Francisco Antonio Joao Carlos Xavier Paula Miguel Rafael Joaquin Jose Gonza Pascon Cipriano Serafim Von. Tên anh dài quá, có tên Nhật không? Cậu bé lắc đầu. Vậy ngươi gọi là Sơn Hạ Trực Nhân đi. Tuyết nãy, chúng ta chuồn ra ngoài đi. Không được, sư phụ biết sẽ đánh chết ngươi. Có quan hệ gì, không phải em muốn ăn kem bào sao? làm gì có lễ mừng đóng cửa từ chối khách cho tới bây giờ ngươi chưa từng trèo tường sẽ ngã bị thương tuyết nãi gấp gáp dậm chân thật phiền a à, nam hài cưỡi ở đầu tường ngữ khí phù phiếm tranh luận hai câu cao quá ngươi sắp xuống rồi ngươi chờ ở đây đừng đi lại ta lập tức trở lại bên kia tường truyền đến âm thanh rơi xuống ngươi không sao chứ tuyết đến gần tường hỏi không có việc gì cậu bé hiển nhiên đang cậy mạnh. Ta đi rồi sẽ về. Dưới tuyết bọn họ tạm ở đạo tràng cờ vây ở trên đỉnh núi. Tuy rằng chỉ là sườn núi nhỏ mấy trăm mét, nhưng lên xuống một chuyến ít nhất phải nửa giờ. Lễ mừng tổ chức ở giữa sườn núi thần xã bên kia, siêu siêu vẹo vẹo, vẫn theo đường núi kéo dài đến trấn trên. Mỗi dịp như vậy, đạo quán theo thường lệ là phải mở cửa cho mọi người thưởng thức pháo hoa chỉ là gần đây đại đệ tử danh nhân chiến của lão đầu bị cạo trọc đầu, phạt tất cả học sinh đạo tràng nhốt lại phục bàn. Trực nhân mặc dù chỉ là thanh hoa mang đi ký danh đệ tử, nhưng là lão đầu tử, tiền kỳ thánh phi thường coi trọng hắn. Năm ấy hắn mới 12 tuổi đã có thể đem các sư huynh của hắn đổ mồ hôi đầm đìa, theo thường lệ cũng phải đi. Tuyết nãi đợi một hồi lâu, thẳng đến dưới chân núi dần dần không có âm thanh. Nàng đầu tiên là nức nở, phía sau nhỏ giọng khóc lên. Này, anh đang làm gì vậy? Có tiếng nói trên tường. Đó là sai. Dưới tuyết lúc đầu không thể tin vào mắt mình, mãi đến khi dụi dụi mắt, mới phát hiện người quần áo rách nát đầy lá trúc này là người thẳng. Ngươi chờ một chút. Lại là tiếng rơi tự do. Đau đau đau. Trực nhân che đầu gối lại. Nào tô, cậu không sao chứ? Dưới tuyết vội vàng nhào tới xem xét ngươi thật sự tin. Người nước ngoài đều là kẻ nói dối. Hắc hắc. Trực nhân cởi bỏ kimono đã thắt nút bao lấy băng bào. Băng bào trong chén nhỏ bằng gỗ đã sớm tan không còn một mảnh, nước đá còn lại cũng theo trực nhân tự do rơi xuống không còn một mảnh. Dưới tuyết khóc lên. Mau nhìn. Thẳng nhân dùng ngón trỏ dính mức hoa quả còn sót lại dưới đáy bát bỏ vào trong miệng. Là lạnh trực nhân giống như phát hiện ra bí mật trọng đại gì đó. Hắn lại dính mức hoa quả, bỏ vào trong miệng dưới tuyết. Tuyết khóc lớn hơn. Nào tô, từng chút một, cạo nốt mức còn lại bằng thì gỗ và cho ăn dưới tuyết. Cuối cùng lấy ngón tay cạo sạch phần còn lại của bác, vẫn chưa hết ý liếm sạch ngón tay. Dùng chính là tương hoa quả tùy ý có thể thấy được trong tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi dưới chân núi, sau khi khôi phục nhiệt độ bình thường có chút ngọt phát ngấy đau, đau, đau. Nauto được ông dưới tuyết, và sau khi adrenaline rút đi, đầu gối bị trầy xước khi vừa ngã bắt đầu đau. Đau chỗ nào? Đầu gối. Ta giúp ngươi thổi. Còn đau không? Đau. Không cho ngươi như vậy. Tuyết nãy cười mắng. À, là pháo hoa. Trên không trung ánh trăng thương lãnh một bó pháo hoa ở trong đuôi lửa đỏ sậm bay lên bầu trời, sau đó hưu một tiếng nổ tung, phủ kín cả bầu trời dưới chân núi truyền đến một trận tiếng tán thưởng trên mặt người thẳng bị ánh sáng màu cam hoa lửa bao phủ giống như pháo hoa đang chảy xuôi trên mặt hắn tuyết nải tuyết nải mau nhìn a à. trực nhân dùng sức lay động dưới tuyết ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên pháo hoa giống như rầm một tiếng hướng tâm khảm của nàng trút xuống ta muốn đi nói cho sư phụ người thẳng chống chân chạy vào trong nhà trở về mau trở về. Cô cảm thấy cô nhớ anh. Tuyết rơi, ngươi đang làm gì à, không phải đã nói đi phòng bếp tập hợp sao? Không đúng, quấy rầy. Thẳng nhân bị tuyết đầy nước mắt làm cho hoảng sợ. Chuyện lạ. Hắn lại chậm rãi mở cửa. Dưới tuyết chính là cái ghế hắn ngồi ngay ngắn ngày đầu tiên nhìn thấy. Con ngươi trong suốt dưới ánh mặt trời lóe sáng, chóp mũi đẹp mắt giống như xuân sơn ngoài cửa sổ tân tuyến, ngay cả đầu ngón tay cũng hiện ra màu sắc đẹp mắt hắn không thể khống chế nhìn chính mình đi đến dưới tuyết bên người anh đang làm gì vậy đọc sách không phải vẫn là trang này sao ngu ngốc ngoài cửa truyền đến thanh âm thất kinh của học sinh có chuyện gì vậy trực nhân đi ra ngoài cửa xem xét một phen hình như là bị cháy đừng đi dưới tuyết bắt được vạt áo của nao tô cùng nhau thiêu chết là được rồi. Ngươi đang nổi điên cái gì? Những gì tôi nói là sự thật. Tay dưới Tuyết khẽ run rẩy, nàng nắm rất thống khổ. Trực nhân nắm tay dưới Tuyết, lạnh đến tận xương tủy của hắn. Vậy thì cùng nhau thiêu chết đi. Tiếng ồn ào bên ngoài không kéo dài lâu. Không xứng đáng cho các ngươi thêm phiền toái. Mở cửa là nhân viên bộ phận nguyên liệu, thẳng người nhận ra. A, à, thất lễ rồi. Sai không trả lời. Bộ viên thấy cô nam quả nữ trong bộ thất trầm mặt đứng, vội vàng đóng cửa lại. Nào tô vương tay lên vai dưới lớp tuyết. Như một con cá chết đông lạnh, lão nghĩ. Đàn ông luôn thích ngực to mông to, vừa nói là sàng lọc về mặt di truyền, hay là cụ thể hóa tình yêu mà họ nhận được khi còn nhỏ. Dưới tuyết chỉ là xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm giác trong cơ thể mình có một đám lửa thiêu đốt, từ đỉnh đầu nóng đến mũi chân nói cho cùng bộ thân thể mảnh khảnh tất hiện tái nhợt đơn bạc lại trong suốt này cái gì cũng không có hắn không thích tuyết rơi hắn hướng tới siêu thoát hết thảy vật chất cùng thế tục tên là tuyết hạ nội hạch kỳ thật là sơn hạ trực nhân chính hắn đi cái kia hắn ở dưới tuyết trong mắt nhìn thấy cường đại mỹ lệ hoàng mỹ chính mình anh cảm thấy tự chán ghét bản thân với nhân cách diễn xuất đột ngột của mình mình hợp lý hắn nghĩ Tuyết Chi Hà thân thượng có hắn 8 năm ký ức, hắn so với bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng có được nàng. Đó là sự hiện diện của hắn. Chương 10 Đào Bì The Sally Gardens Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.